Hello, xin chào 500 anh em. Trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến cái sự ra mắt của Mazda CX-3, một trong những mẫu xe nằm cùng phân khúc với Hyundai Kona, Kia Seltos và Ford EcoSport. Vậy ngày hôm nay hãy đi cùng chúng tôi để tìm hiểu và phân tích những ưu nhược điểm của Mazda CX-3 so sánh với các đối thủ nha. Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của chúng tôi nha. Xin chân thành cảm ơn. Đầu tiên, xét về mức giá bán thì Mazda CX-3 được Taco công bố với tổng cộng là 3 phiên bản, giá động từ 629 cho tới 709 triệu đồng. Cụ thể lần lượt là 629 triệu đồng cho phiên bản 1.5 lít Deluxe, 669 triệu đồng cho phiên bản 1.5 lít Luxury, 709 triệu đồng cho phiên bản 1.5 lít Premium. Như vậy, xét về tham chiếu ở trong phân khúc thì CX-3 đang có một mức giá tôi cho rằng khá là hợp lý và có phần mềm hơn so với các đối thủ như Honda HR-V và Peugeot 2008. Ví dụ như là đối thủ HR-V thì hiện tại đang có mức giá dao động từ 786 cho tới 871 triệu đồng. Peugeot 2008 có mức giá dao động từ 739 tới 829 triệu đồng. Còn so với Kia Seltos, Hyundai Kona và Ford EcoSport thì Mazda CX-3 cao hơn một chút. Tuy vậy thì vẫn được cho là xem ngang bằng với các đối thủ. Tôi cho rằng Mazda CX-3 trên thực tế là một trong những chiếc xe hatchback nâng gầm, chứ không phải là một chiếc crossover chính hiệu như các đối thủ. Điều đó nó thể hiện bằng kích thước, thông số, kỹ thuật, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của mẫu xe này. Cụ thể, mẫu xe của thương hiệu Mazda sở hữu một kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao là 4.275mm x 1.765mm và 1.535mm, trục cơ sở đạt 2.570mm. Với những con số đang hiển thị ở bên trên màn hình, các bạn cũng có thể thấy là Mazda CX-3 có một cái chiều dài lớn hơn Hyundai Kona và Ford EcoSport nhưng lại nhỏ hơn so với Kia Seltos. Chiều rộng thì tương đương so với Ford EcoSport nhưng lại nhỏ hơn so với Kona và Seltos. Chiều cao của xe đều nhỏ hơn so với các đối thủ. Còn về phần chiều dài và phần trục cơ sở thì đều ngắn hơn Hyundai Kona và Kia Seltos. Nói về tổng quan thiết kế ngoại thất xe thì CX-3 vẫn sở hữu một ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng của Mazda trong thời gian gần đây. Xe sử dụng rất nhiều những cái đường thiết kế góc cạnh, mạch lạc và có tính hệ thống giống với mẫu xe đàn anh, không khác gì nhiều so với Mazda CX-5. Đầu xe nổi bật với phần lưới tản nhiệt với 4 thanh ngang mạ chrome sáng bóng, nối liền với cặp đèn pha tạo hình nửa vòng tròn rất bắt mắt. Cản trước ốp nhựa tối màu làm nổi rõ dòng chữ CX-3. Chạy dọc thân xe là những đường gân dập nổi cùng bộ mâm đa chấu kích thước lên tới 18 inch, ốp nhựa xám cản sau cùng đèn hậu có biểu tượng LED mang đến vẻ đẹp hiện đại cho CX-3 2021. Nếu như so sánh về góc độ thẩm mỹ thì tôi cho rằng thiết kế của CX-3 được cho là khá nổi bật nếu đặt cạnh với các đối thủ nằm ở trong phân khúc, chứ không hề lép vế như là Ford EcoSport hay là Honda HR-V. Bước vào bên trong khoang nội thất của Mazda CX-3 2021, các bạn sẽ thấy là một cái phong cách rất tối giản, vốn đã được hãng xe đến từ Nhật Bản mang đến áp dụng cho những mẫu xe của mình trong thời gian gần đây. Tuy nhiên tôi cho rằng các trang bị được bố trí rất thông minh, không hề có cảm giác rối rắm. Điều này giúp cho chủ nhân của xe có thể dễ dàng sử dụng và vận hành. Còn lại thì những cái trang bị đáng chú ý trên Mazda CX-3 bao gồm màn hình hiển thị tốc độ HUD, màn hình cảm ứng 7 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, ghế lái nhớ hai vị trí, phanh tay điện tử và tính năng giữ phanh tự động, hệ thống điều hòa tự động. Đặc biệt cá nhân tôi cho rằng mẫu xe này đang vô địch về những cái trang bị option dành cho xe với những cái tính năng cao cấp nằm trong gói an toàn iActive Sense, ví dụ như là cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống cảnh báo làn đường, điều chỉnh chế độ đèn pha tự động, phanh thông minh trong thành phố, hệ thống nhắc nhở tập trung lái xe. Nếu như đặt lên bàn cân và so sánh với các đối thủ thì tôi dám khẳng định rằng là CX-3 lấn lướt hơn rất nhiều. Về khả năng vận hành thì Mazda CX-3 được sở hữu một khối động cơ xăng Stylactive G 1.5 lít thế hệ mới, hút khí tự nhiên, ứng dụng công nghệ phun xăng trực tiếp. Khối động cơ này sản sinh ra khoảng 110 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 144 Nm, kết hợp với đó là cụ hộp số tự động 6 cấp số và có cả chế độ Sport. So với Kia Seltos ở phiên bản cao nhất với khối động cơ 1.4 lít sản sinh ra khoảng 138 mã lực đi kèm với cụ hộp số 7 cấp liên hợp kép, Hyundai Kona phiên bản 1.6 lít turbo sản sinh ra khoảng 177 mã lực đi kèm với cụ hộp số 7 cấp liên hợp kép, Ford EcoSport 1.0 lít EcoBoost sản sinh ra khoảng 125 mã lực đi kèm với cụ hộp số tự động 6 cấp số. Thì cá nhân tôi cho rằng là khả năng vận hành của CX-3 không có nhiều sức thuyết phục như các đối thủ. Gần như thấp nhất là Ford EcoSport đã là 125 mã lực rồi, trong khi đó thì CX-3 chỉ có 110 mã lực thôi. Chưa kết luận rằng là động cơ này phù hợp hay là yếu, nhưng rõ ràng về mặt con số thì nó không được ấn tượng cho lắm.
Vừa rồi là bài phân tích của Auto Việt Nam để chiếc xe Mazda CX-3. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.